Của lớp Vi Vui Vẻ đang vẽ rất là nhiều những cái con dơi này, con ma này để chuẩn bị trang trí cho cái phong Halloween của lớp. Các anh chị lớn hơn nó thì chịu trách nhiệm đan màn nhện rồi hóa trang cho các bạn toàn là cây nhà lá vườn và những thành phẩm của những họa sĩ tí hon, nhưng mẹ cô thấy rất là ra gì và này nọ nha mọi người. Cô Nhung rất là tự hào luôn. Các bạn được tự chọn phong cách mà bản thân mình muốn hóa trang. Màu trắng cần rõ nét hơn nha Vân ơi. Cái sợi, những cái sợi á, những cái xoắn lên đó, cần chọn thêm một lớp màu nữa. Các bạn học màu acrylic từ 3 tháng trở lên sẽ được là họa sĩ hóa trang trên khuôn mặt của các bạn khác. Còn các bạn mà chuyên về sắp dầu á, thì là chưa quen cầm cọ nên là các con sẽ hóa trang trên cái tay hoặc là cái vị trí khác khuôn mặt của bạn mình. Cô Nhung rất là vui năm nay có sự góp mặt của chị Trâm cùng tham gia Halloween với các em. Chị Trâm đã học cái khóa đầu tiên mà cô Nhung mở lớp vẽ này. Cô Nhung tổ chức Halloween cho các bạn một phần là mong muốn các bạn được tiếp cận với lại cái văn hóa hóa trang của nước bạn, cũng như là họ tạo cho bạn những cái niềm vui. Nhưng mà mục đích cuối cùng vẫn là để các bạn trải nghiệm màu sắc trên những cái chất liệu khác nhau. Và hôm nay thì chúng mình sẽ trải nghiệm màu sắc trên chính cái thân thể da mặt của chúng mình. Hóa trang trong lễ Halloween bắt nguồn từ dân tộc Celt của Anh Quốc và miền Bắc nước Pháp. Còn ở Việt Nam á, thì cũng có hóa trang từ rất là ngàn xưa rồi, trong cái bộ môn hát bội này, cải lương, hát chèo nhằm bộc lộ được cái tính cách của nhân vật này, hiền, ngốc, dữ hay là ác hay là ngớ ngẩn. Kết hợp như vậy nhằm dẫn dắt người xem đến cao trào của nghệ thuật biểu diễn. Và ngày nay màu sắc vẫn được tận dụng để hóa trang trên mặt, nhưng mà chúng ta gọi một từ khác đó là trang điểm. Vậy thì tùy vào cái mục đích của chúng mình đi đâu, làm gì, trong cái trường hợp nào, chúng mình hãy sử dụng những màu sắc cho phù hợp nhé. Và cốt lõi chúng mình vẫn phải hiểu là chỗ nào cần đánh khối này thì mình sẽ dùng màu gì, chỗ nào mình cần nhấn sáng thì mình sẽ dùng màu gì, và đi đâu thì mình mới cần phải trang điểm đậm lên, và chỗ nào thì mình cần phải nhẹ nhàng thôi. Chúng mình cần để ý và rút kinh nghiệm nha. Cô biết đó là các bạn nam sẽ nói là con là nam mà con không có trang điểm đâu. Nhưng mà biết đâu sau này á, mình sẽ làm những cái công việc liên quan đến hóa trang cho người khác thì sao? Hoặc là mình rút kinh nghiệm cho bản thân mình thôi này. Khi nào mà mình đi trong một cái sự kiện nào đó mà cần phải phối hợp màu sắc thì chúng mình cũng có những cái ý kiến này, những lời khuyên cho đối tác của mình hoặc là đồng nghiệp của mình, thậm chí là sếp của mình hoặc là nhân viên của mình chẳng hạn, thì điều đó mình sẽ quản lý được cái sự kiện đó tốt hơn, đúng không nào? Hoặc là bạn là một người thiết kế nội thất, thiết kế cái không gian biểu diễn cho các nghệ sĩ, thì bạn phải biết ngày hôm đó họ trang điểm theo phong cách nào để mà bạn thiết kế không gian đó cho nó phù hợp, mà để nổi bật được cái trang phục và màu sắc trên khuôn mặt của họ lên. Nếu như mà cái không gian của mình thiết kế mà nó làm chìm hết nhân vật thì bạn sẽ không được chọn rồi. Halloween dưới con mắt tuổi thơ nó thật là xinh đẹp, đúng không các bạn? Nó xinh đẹp từ những con ma luôn đó. Những con dơi, con nhện cũng rất là đáng yêu. Rồi những cái họa tiết mà các bạn chọn để vẽ lên trên tay, trên mặt của mình, trời ơi, nó cưng hết nức luôn. Lâu lâu thì cũng có một vài bạn cá tính, nhưng mà điều đó là rất là tốt, đúng không? Các bạn đã tự tin thể hiện cái phong cách và cá tính riêng của mình. Điều đó không xấu, chỉ là bạn thích thôi. Điều đó không nói lên là bạn dữ dằn gì cả, chỉ là hôm nay bạn hóa trang một buổi duy nhất cho nó độc và lạ một tí nè. Vì cốt lõi câu chuyện hóa trang trong Halloween là ngày hôm đó ma quỷ nó sẽ lên này, rồi
là người dân mới hóa trang thành những cái con ma như vậy, để con ma nó cũng nghĩ đó là bạn bè của nó không có làm hại người dân, và người dân cũng cảm thấy là như vậy cũng không có sợ nữa. Nhưng mà cô Nhung tổ chức Halloween trước ngày lễ, vì vậy nên chúng ta cũng không có sợ là có con ma là nó lên hết. Còn Halloween chẳng qua chỉ là một truyền thuyết của nước bạn thôi, không phải nước mình. Và mình có tham gia thì các bạn cũng tự tin nha, không sao hết đâu. Bây giờ chúng mình sẽ ăn tối đã rồi sẽ được đi xin kẹo. Mọi người hãy cùng ngắm phong cách xin kẹo của lớp đi vui vẻ nha. Quay ra đây con. Trời ơi, công chúa, hai công chúa. Ăn đi xong rồi mình đi xin kẹo nhá. Dạ nha. Thôi mình, chúng ta lại xử lý cái đống này xin tiếp. Xong rồi chúng mình xử lý. Đâu rồi, anh Nhân đâu rồi? Nhân đang mãi chiến à? Công chúa bên này. Con đi rồi. Ngon không Vinh Nhi? Bà chỉ một bé đi bà chỉ bé nào đi. À, bé nào bé đẹp. Rồi, Su Hào ơi. Rồi, vỗ tay cả lớp vỗ tay. Nhưng mà cô nghe không rõ lời nên con phải đọc một bài thơ bù thôi. Ờ, nghe không có rõ lời gì hết. Thuộc bài thơ nào không? Con thuộc một bài. Hả? Ngày hôm qua cô nhớ hôm qua sao cô nhớ quên mất rồi hả? Tại sao vậy? Bà ơi, con cố gắng lắm mà con quên rồi. Con nói với bà sai nào, quay mặt vào bà ơi, con quên rồi. Bà ơi bà cho con xin kẹo được không? Rồi sao nhờ cả lớp sao con kém? Con cảm ơn bà. Con cảm ơn cô nhé. Rồi đi quay xe ra nhà bến bên cạnh. Cho cô nghe đi, rồi bắt đầu là cô bắt kẹo đi cho tụi con nha. Đứa nào không phải ạ? Vậy đi học sao? Sáng nay em đi học bình minh nắng sớm xa, chứ mình là ngày mai mình mang đôi mẹ đào, mình mang đôi mẹ đào lập từng trang sách mới. Chào ô là thơm tho. Này đây là lưng lúa, giặt gần cắn cò. Bao nhiêu chuyện cổ tích cũng có trong sách này. Cô dạy chỗ tích con chó này ghê. Làm đồ chơi khéo tay. Anh ơi, xử con chó đi, xử quá. Thay cho bạn đây kìa. Rồi, em cảm ơn chị nhé. Rồi, qua nhà đầu tiên luôn, cái nhà đầu tiên ở ngoài cổng á. Các bạn vẽ cho nhau á chị. À vậy hả? Dạ.
Toàn công chúa với hoàng tử sợ con ma. Có con tiên không hả? Con ma tên là cái nịt. Các bạn ơi nhớ lời cô chưa? Vô trong nhà thì thấy ai chào người đấy nhá. Đấy vậy, đứa nào trốn, đứa đấy khép vậy. Hiếu ra. Không biết thì phải ra. Không hát thì múa hay là đấu võ gì cũng được. Thôi ai cứu anh Hiếu đi kìa, ai giơ tay cứu anh Hiếu. Thôi để ngồi giọng ra hát cho mọi người nghe đi con. Xong tí nữa Nhi với lại Trâm hát cùng một bài nhá. Chịu không? Rồi. Con xin hát bài múa lân. Rồi, hát đi nào. Các bạn vỗ tay. Còn gì vui hơn chơi đầm tháng tám? Còn gì hay hơn chơi cờ múa lân? Em đang về thì anh đang chung. Rồi xong chưa? Vỗ tay. Nhi với lại Trâm lên con. Nhi với Trâm lên. Nhi với Trâm lên đi con. Nhi với Trâm lên nào. Rồi con xin giới thiệu con hát bài gì? Trâm nói. Bè ơi bè rồi. Hai bè. Lại đầu mình đang nghiêm túc mà. Nào hai bè. Bà ơi bà, yêu bà lắm. Tóc bè trắng như mây. Cháu yêu bà. Cháu nắm bà tay. Thì cháu nắm bà vui. Vỗ tay các bạn. Rồi sao nhỏ chú cho thì sao? Dạ, cảm ơn chú nhé, con cảm ơn bếp nhé. Các bạn đi về nhà nè, về nhà, đồng cảm lên mai đi về nhà nào. Các bạn chào cô, ông bà với chào chú chưa? Cảm ơn anh nhé, con cảm ơn cô. Con ơi, em thiếu một cái. Em bé kia cũng thiếu một cái. Không. Các bạn từ từ thôi, từng người một, không có lộn xộn nha. Cô lấy cái kéo làm gì cô ơi? Cô cắt nó bánh hết con. Các bạn lịch sự này, chúng mình là những người văn minh, tới người nào người đấy lấy chứ đừng có giành giật nha. Còn lại con lấy hai cái hả? Đưa cho em nhỏ kia hai cái giùm cô. Các bạn tìm. Bánh này ngon lắm á. Cho về ăn đi. Cảm nhận bánh này sao con? Con thấy giống như nhân khá là ngon. Khá là ngon, bánh này sao? Rất là ngon đúng không? Dạ. Con cho điểm mấy? 100 không? 100 điểm hả? Con nói đi. Dạ con. Y Hiếu, bánh này sao?
phụ huynh á. Rất là ngon đúng không? Không muốn ăn nữa không? Không muốn ăn nữa em nhủ đi. Cô ơi hôm sau làm nha con. Chăm sao? Ngon hả? Thế nào cô nói sao cô ơi hôm sau? Hôm sau cô tiếp tục cô làm. Bambi, bao nhiêu điểm? 200 điểm, 500 điểm hay 1.000 điểm? 1.000 điểm luôn hả? Cô ơi, con cho cô 1.000 điểm. Nó nhỏ quá. Nó nhỏ quá. Rồi, kiểu khác. Rồi. Wow, dễ thương quá. Giờ thì cô trò chụp ảnh cho nhau để làm kỷ niệm cùng chờ ba mẹ đến đón. Rồi, kiểu khác nè. Rồi, kiểu khác. Rồi, kiểu khác. Rồi, khác nữa. Nhìn cô, nhìn cô. Rồi. Rồi, kiểu khác. Rồi, sao vậy nữa? Một tay vào, một tay vào. Rồi. Rồi, xoay một vòng đi. Rồi, được rồi, ok. Xong rồi. Rồi, con nghe nhớ. Vô, hơi gần lên, xuống tấn. Rồi sao nữa? Con, cái mặt của con phải đưa ra. Cái mặt của con nghiêng qua bên này, nghiêng qua bên này. Xong rồi, gào, gào, gào. Ừ, ừ, đúng rồi. Kiểu khác.